Chào cả nhà, lại là Hà đây. Trong một tòa biệt thự hun hút trong rừng sâu, một địa điểm bí mật nơi một dãy người xếp hàng rồng rắn lên mây trên tay là cây súng ngắn. Người đứng sau cứ thế chĩa khẩu súng 25cm vào đầu tên đứng trước. 1, 2, 3 khi tín hiệu vang lên, mọi người sẽ cùng bóp cò. Bằng, bằng, chéo, chéo, đứa nào mà xui xui, héo héo là lăn ra chết queo. Cứ mỗi một đứa bị teo là số tiền cược lại tăng lên vùn vụt. Một cuộc chơi mà kiếp sinh tử của con người chỉ như con giun, con dế trong tay của những kẻ giàu có lắm tiền nhiều của, mà lại quá nghèo nhân tính con người. 4 ngày trước đó, tại Ohio, Vince, một anh thợ điện và gia đình mình đồng ý bán ngôi nhà của họ để có thể trang trải tiền thuốc men cho cha anh, người đang sống mòn trong bệnh viện vì một tai nạn. Vince đến thăm bố mỗi ngày trước khi đi làm. Hôm nay, Vin Candy gặp khách hàng là Harrison, người đàn ông đã nhận một bức thư bí ẩn và đang bị cảnh sát theo dõi mà không hề hay biết. Nam chính tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa khách hàng và cô bạn gái rằng bức thư sẽ mang lại cho anh ấy rất nhiều tiền. Ngày hôm sau, khi đến thăm cha mình tại bệnh viện, bác sĩ nói với Vin Ken rằng cha anh cần phẫu thuật. Gia đình cần chuẩn bị tiền để chi trả viện phí. Sau đó, Vince quay lại làm việc tại cửa hàng của ông Harrison và tình cờ nghe được anh ta nói với một người bạn rằng công việc đặc biệt và đầy ám ảnh này sẽ mang lại cho anh ta một số tiền lớn chỉ trong một ngày. Tiễn bạn ra về, ông ta vào phòng sơ ít mai thúy và chết vì dùng thuốc quá liều. Cảnh sát đến và hỏi vanh xăng về cái chết của Harrison. Trước khi được phép rời đi, anh thanh niên đã kịp đánh cắp chiếc phong bì bí ẩn, trong đó có vé tàu đến New York và biên lai CPS để nhận hàng. Vanh xăng đi đến bưu điện, đưa ít của mình cho nhân viên bán hàng và nhận lại một chiếc điện thoại, $500, một chiếc chìa khóa và bức thư có biểu tượng con nhện. Trong thư hướng dẫn anh ta dùng tiền thuê khách sạn ở New York và chỉ được liên lạc bằng điện thoại được cấp. Sẽ có hướng dẫn tiếp theo khi đến điểm hẹn đã định. Bạn gái của Harrison nói với cảnh sát về chiếc phong bì bị mất tích và khi họ đến kiểm tra bưu điện, họ tìm thấy tên Vince là người đã nhận gói hàng của Harrison. Ngày hôm sau, Vince mặc bộ đồ đẹp nhất của mình và bắt chuyến tàu đến New York mà không biết rằng cảnh sát đang theo dõi mình. Anh ấy ở trong khách sạn theo hướng dẫn của bức thư và nhận một cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm. Hướng dẫn anh ngày hôm sau đến một cửa hàng và sử dụng chìa khóa để mở một hộp thư bưu điện. Tại đây, Vince tìm thấy một phong bì mới cùng với một vé tàu khác, một mẩu nút chai nhỏ có số 13. Vé tàu đến mây cơm, nhưng điểm đến không ở đó mà trên một điểm dừng dọc đường đi. Trên chuyến tàu, cảnh sát trong vài người soát vé yêu cầu kiểm tra vé của Vince. Họ biết điểm đến của anh tại mây cơm, nhưng vì anh đã rời tàu trước khi tàu dừng vì thế họ đã mất dấu Vince. Xe đưa Vince đến một chiếc lán cũ giữa rừng. Hai người đàn ông đưa anh ta bộ quần áo mới để mặc và kiểm tra kỹ lưỡng đồ đạc mà cậu mang theo bên mình. Thậm chí, họ cắt cả gót giày của cậu để xem bên trong có chứa đồ chơi gì không. Sau đó, Vince được đưa đến một địa điểm khác, lần này là một dinh thự khổng lồ chứa đầy những người giàu có. Ở đó, Vince gặp người bảo trợ của mình. Ông ta biết rõ anh không phải là Harrison nhưng vẫn đồng ý để anh thay thế vì không muốn gặp rắc rối. Đây là một trò chơi của mấy anh ngang ngố. Các tay chơi giàu có, cũng chính là người bảo hộ sẽ đặt cược vào người chơi mà mình chọn để bảo hộ. Nếu người chơi chết họ coi như thua cuộc số tiền đã đặt. Vince được phát một khẩu súng và anh ta phải đứng thành vòng tròn với những người tham gia khác. Tất cả đều mặc áo phông đen có in số của họ. Mỗi người đàn ông được phát một viên đạn và sau khi làm cho nòng lăn, người phía sau cứ thế chia súng vào người phía trước. Một bóng đèn có logo con nhện sáng lên, đó là tín hiệu để bắn. Bất kỳ ai sống sót sẽ được vào vòng tiếp theo. Chết bà tôi rồi, tưởng kiếm tiền kiểu gì, thì ra là chơi trò chơi con mực kiểu Nga. Vince lo lắng đến nỗi không thể nạp được đạn vào súng của mình. Khi bóng đèn sáng lên, một vài người đàn ông đã chết, nhưng vòng đấu vẫn chưa kết thúc, Vince vẫn chưa bắn súng của mình. An ninh đến và đe dọa anh ta sẽ bị bắn nếu không tuân theo các quy tắc. Cuối cùng, Vince đã có lần đầu tiên bắn khẩu súng 25cm của mình với một người đàn ông. Tội thằng nhỏ, lần đầu bao giờ cũng thật đáng nhớ, phải không các bạn? Hiệp 1 kết thúc, vào trong hậu trường bức màn đêm tối được vén lên. Các đại gia thắng trận hốt tiền và tiếp tục đặt cược cho vòng 2. Đằng sau mỗi người chơi là một câu chuyện đời vật vã. Vince tham gia vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho cha. Jefferson đang ở tù. Một ngày đẹp trời anh bị nhốt trong một chiếc hộp được chuyển đến biệt thự này. Ronan, một người đàn ông bị tâm thần nhưng vẫn không được yên. Em trai đưa ông ấy đến đây để tham gia trò chơi cá cược kiếm tiền cho hắn. Vòng thứ hai bắt đầu và lần này mỗi khẩu súng sẽ có 2 viên đạn trong đó. Một nửa vòng tròn chết và Vince sống sót nhờ may mắn tuyệt đối. Kẻ đứng sau anh ta thậm chí còn không có thời gian để bắn. Có một khoảnh khắc ngạc nhiên khi số 16 đột nhiên đứng lên trở lại, nhưng khi bác sĩ kiểm tra vết thương, họ tuyên bố anh không thể tiếp tục. Các nhân viên an ninh đã xử lý anh ta gọn gàng và trò chơi máu lạnh lại tiếp tục diễn ra.
vòng 3 bắt đầu, sự căng thẳng ngày càng gia tăng. Một số người chơi phải tiêm morphine để trấn tĩnh, người khác không thể đứng vững trên đôi chân của mình mà phải sử dụng ghế. Trong vòng này, mỗi người chơi sẽ có 3 viên đạn. Họ đi qua các bước thông thường và bắn, chỉ còn lại 5 người sống sót, Vince, Jefferson, Ronan, số 3 và số 9. Điều này có nghĩa là cuộc thi có thể bước vào giai đoạn cuối cùng của trò chơi, cuộc đấu tay đôi. 5 quả bóng bọc đã được đặt trên bàn, 2 quả bóng đen và 3 quả bóng trắng. Người bảo hộ của 5 người chơi còn lại, mỗi người sẽ chọn một quả bóng. 2 người chọn quả bóng đen sẽ tham gia trận đấu cuối cùng, trong khi 3 người còn lại được tự do đi tiếp. Lần này, Vince phải đối đầu với Ronan. Trước khi trận đấu cuối cùng bắt đầu, Ronan đã mắng mỏ em trai và yêu cầu anh ta chia tiền lần này. Hắn biết thằng em đã nhận tiền từ cha mẹ của họ để chăm sóc anh ta, nhưng thay vì làm vậy, hắn đã dùng số tiền đó để tống Ronan vào trại tâm thần. Rồi thi thoảng đến mang anh ta ra ngoài, đến đây và kiếm tiền cho hắn. Vince và Ronan nhìn thẳng vào nhau và bóp cò, nhưng cả hai đều không ngã, một vòng quay may mắn. Trong lần thử tiếp theo, thêm một viên đạn nữa, và lần này Ronan chết, nghĩa là Vince đã thắng cuộc thi. Vince nhận được là 1.850.000 đô la. Anh là một chàng trai may mắn, nhưng lúc này, Vince cảm thấy nặng nề với số tiền mà mình kiếm được khi tước đi cuộc sống của người khác. Người bảo hộ muốn chờ anh ra xe lửa, Vince giả vờ nhận lời. Nhưng khi lên lầu để lấy đồ, anh ta đi qua căn phòng chật kín những người tham gia và thoát ra khỏi dinh thự, qua cửa sổ. Anh chàng đến ga xe lửa và cảnh sát đang chờ anh ở đó. May mắn thay, Vince nhìn thấy những chiếc xe cảnh sát đến từ xa và giấu túi tiền của anh ta bên trong một thùng rác trước khi bị bắt. Trong phòng thẩm vấn, Vince nói rằng anh không được phép tham gia vì anh không phải Harrison. Họ đã bịt mắt và thả anh giữa rừng, vì vậy anh không biết mặt họ, cũng không biết địa điểm cụ thể. Cảnh sát đành phải thả Vince ra. Vince quay lại thùng rác và phát hiện túi của mình đã biến mất. Nhưng sau đó anh ấy nhận thấy tất cả các túi rác ở phía sau của tòa nhà. Thần may mắn đã mỉm cười với anh lần nữa. Anh đã tìm thấy túi tiền của mình. Đến một bưu điện và đặt tất cả số tiền vào một chiếc hộp, anh ấy gửi cho gia đình qua thư đảm bảo. Sau đó, anh gọi cho mẹ để cảnh báo bà về gói hàng để họ có thể chắc chắn rằng ngày mai có người trong nhà khi người đưa thư đến. Sau đó anh bắt tàu đến New York. Bây giờ là lúc để về nhà ở Ohio. Vince lên chuyến tàu cuối cùng của mình và gặp lại thằng em của Ronan. Hắn giả vờ trò chuyện như thể đây là một tình huống hoàn toàn bình thường. Khi đoàn tàu đến ga đầu tiên, hắn bắn Vince và cướp chiếc túi. Trước khi chết, Vince nuốt tờ biên lai của bưu điện khi nghĩ về gia đình mình. Một bộ phim khá là gây cấn và có cái kết cảm động khiến Hà rơi nước mắt. Chỉ còn một chút nữa thôi là Vince được chạm đến hạnh phúc, nhưng anh ấy không thể. Kết thúc khá là buồn các bạn ạ. Các bạn hãy xem phim và tự cảm nhận về bộ phim này nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.